Hello, nay sẽ mời em đầu là với channel của mình Xuyên Không Phạm Nhân Tóc Vợ Địch Trong Thế Giới Tù Tiền Tập 145 Linh Phun Bộ Nam Dự Phòng Mô Tà nhé. Chứng lấu của bọn ta cũng đã mất tích rồi. Bọn ta cũng vậy. Bọn ta cũng nổi bậy nổi bạ. Tờ cả tổng chủ và trưởng lão tổng môn có đông thắng cho các người được tập thể mất tích sau. Đáng đùa ta đó à. Chuyện này, ôi cái này nói ra còn ma nó, chính là bọn ta đây cũng đích tin được đây nè. Thôi, từ đầu cũng không có trông cậy gì vào cái đám phế vật đồng thắng các người. Có thể giúp được cái gì, các người cứ ôm đầu mà nghe lời là được rồi. Bọn ta là theo sứ mệnh của Từ Đại Nhân đến từ đồng thắng để điều tra về chuyện pho tượng viện cổ. Hơn nữa, sẽ ở lại chỗ này một thời gian, các người phải toàn lực phối hợp với bọn ta. Nghe nói Tuyệt Sắc Cốc các người chỉ lấy nữ đệ tử dạ đúng, từ tiền bối. Ngươi trở về lập tức an bài đi. Bản đế sẽ ở lại Tuyệt Sắc Cốc của các người. Điều thứ hai, thôi xong rồi, chuyện này phải làm sao nói với các sư muội đây. Các người phải tìm cho ta một phần địa đồ, nhất là địa vực mà đồng thắng các người gọi là Nam Sa. Ôi ô chết mất rồi, chỉ còn một tấm bản đồ. Tiền bối à, vừa hay trong tay của ta lại có một tấm bản đồ. Vài ngày trước thì đoàn đại nhân thông qua tin tượng phương dị đã xem bói được, có điềm báo rằng phó tượng viễn cổ xuất hiện ở trong thành Bình Giang ở Nam Sa này. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì Đông Mộng Đại Nhân lại phát hiện ra không thấy tung tích của pho tượng, hình như là bị sức mạnh nào đó che giấu đi. Đại Nhân xin hãy phân phó, thành Bưng Giang này là một chỗ chi địa, sau người các người lập tức đi tới đó. Phải tất yếu là tìm được manh mối về pho tượng. Nhờ kỹ pho tượng viện cổ liên quan đến đại kế mà Đông Đại Nhân có thể thấy được ánh mắt ánh sáng mặt trời hay không. Cho nên các người phải tìm được manh mối trước khi bẩm báo cho ta, không tới hành động hợp tập. Dừng, ta sẽ đi Tuyệt Sắc Cốc ở yên chờ tin tức của các người. Tại thành Bình Gia, mở phòng tử lầu. Sư tôn mà, người gần đây sao cứ nhăn mày mệt mỏi vậy? Yêu Linh Nhi, Linh Nhi, đừng có nói mấy cái lệ ngọc đấy, đây không phải là chuyện rõ rành rành rồi sao? Minh Huyền Vũ, từ khi các hoạch định bờ và tiền sinh thất bại, hiện giới tông từ từ suy bại, chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Mà chuyện gì nhất đáng được đã ăn mừng chính là ta đã bảo vệ được cái tay cuối cùng này. Quan trọng chính là tu vi của ta đã hạ xuống võ linh rồi, bây giờ ta có thể không đấu đầu với sao chứ? Sư tôn mà, không bằng chúng ta đi thử tìm và tiền sinh hỗ trợ vực dậy tông môn. Tiểu cô nương, chung quy chỉ là tiểu cô nương. Tiên sinh là ai chứ? Chúng ta làm sao có thể trèo cao được như vậy chứ? Hay đồ nhì à, tâm tư kia của con ta cũng biết. Ta nhiều lần thấy người ôm sách của tiên sinh rồi ngón người ra, thường xuyên ở sườn núi Hiền Vũ tâm sự nặng nề. Nhưng vào chuyện này căn bản là không thể nào từ bỏ đi. Con hiểu rồi. Ở trường quầy tiếp khách dù làm ăn lớn nè. Hả? Ôi chú cho mà ơi, tiên sinh, đây là tiên sinh. Ở sư tôn mà, làm sao bây giờ? Có nên đi chào hỏi gì không? Đừng có rộn nhà, ngươi nhìn thấy cái đám người phía sau cậu ấy chưa? Bọn hắn không mờ đơn giản như người nghĩ đâu, chỉ sợ đây là mười mấy tên gió đế giận đó. Nà ní. Hơn nữa ta đã từng là đối thủ của một mất một còn của Lục Thành Sơn. Bên người và tiên sinh ti tiện đều là một võ đế, quỳ mà thầy trò chúng ta lại là tu vi lỗi này. Người nói đi, làm sao có thể tiến tới đây? Hay là hai người sao, đã lâu rồi không gặp? Thì ra là người, hai người là người một nhà hả? Nhớ lại cái cảnh ngày xưa,
Ôi cái cánh, ôi xùi, ôi cái con bò cười kìa vẫn còn rớt một một trước mắt mình đây nè. Kính chào tiên sinh. Ây da, ai ta cũng coi như là có quen biết, đừng có khách khí chứ. Nếu đã là có duyên thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Việc này có thể không tiện được đâu nhỉ? Dù sao thì mọi người nhiều như vậy, đều là mà tôi chỉ có một. Ê, lão nhân này đừng có khách sáo như vậy chứ. Thật ra tôi còn nghĩ là muốn xin lỗi cái chuyện trước mấy lão đầu nhà tôi đi khinh dễ ông đó. Huống chi tôi cùng với con gái của ông cũng coi như là người quen. Con gái, ây da, toàn bộ đều là những người số khổ ở dưới đáy xã hội hạng thật chứ đâu có phải như ai đó ha. Chúng tôi cũng không có cái trò phân chia cao thấp ở trên dưới đâu, đều như nhau cả, đều là bằng hữu. Nào nào, cùng ăn cơm thôi. Một người là bị những lão đầu nhà mình khi dễ là người tàn tật, còn một người cũng số ít thôi, đều là người đáng thương như nhau cả thôi, không có ai với so với ai đâu. Tôi đi với quản sự đi gọi đồ. Mọi người trước hết cứ chờ nhau đã nha. Cái không khí ngột ngạt này làm cho người ta ngạt thở quá. Từ cái hiện tượng suy yếu thì chúng ta không có cơ hội để chạm mặt qua nữa. Nhưng cũng mất trong quá khứ cũng không phải là thứ có thể theo thời gian mà biến mất được. Võ linh như ta, quỳ trong nháy mắt liền có thể bị hắn diệt sát. Nên lão ca, hả? Dân dân dân. Người không cần phải lo lắng như vậy. Trước mặt tiên sinh, gió đế cũng được, mà gió lịnh, gió dương thì cũng được. Có cái gì khác nhau đâu. Trong mắt tiên sinh, chúng ta đều là một viên bụi bặm trên phàm trần mà thôi. Ôi, đúng, đúng vậy nhỉ?